Tèo. Đây có bán cây trồng luôn. 3 cái. 100 đồng. Rồi hôm nay trong xanh đẹp quá nè bên em ơi. Quay luôn cái thùng cái cầu tiêu kìa. Quay hả? Ok, đây là cầu tiêu, gọi là cầu tiêu gì? Nè. Chả đây gọi là cầu tiêu di động. Hình như mình đã thấy được xe của người nhà mình. Rồi, đi. Nó cái này là cây cây, cây cây giống. Ba cây. Bữa bữa nay có quay đưa lên có chứ. YouTube không? Có chứ. Được à, được à, vui vui à. Dạ. Good. Đủ đi bi với lại bên là không mang hả? Dạ quá trời. Yep, hình như black thì nó sweet hơn hay sao? Giá này đã nhiều. Dạ. Dạ. Ờ, cái wow. Này ngon. Đó về ngâm. Ô cái nè. Cái năm hái chưa? Chứ mình nhìn hái hái nhiều ăn hết bấy nhiêu. Trong đó chắc có nhiều trái lắm luôn á. See it. Over here. Look at that. Nếu cái nào mà em càng bẻ nó càng easy là nó chín à. Nhưng mà nó lại ngọt quá đúng không? Nó phải chua chua ngọt ngọt. Oh no. Giơ tay em rồi. Ví dụ. Nó giờ nó hư. Hư gì? Mua cái mới. Để Việt Nam này mấy em thích bạn mình một cái nữa. Anh Thi ơi. Yeah. Ở bên đó trái bự không vậy? Quá bự luôn, to. Ok, để em qua. To, tốt giống lắm. Tốt giống như vậy hả? Ngon lành quá vậy? Đúng không? Rồi, năm nay đón lên YouTube coi nha. Nè, có em gái miền Trung. Em gái miền Trung. Trời, cô hái nhiều quá vậy? YouTube nè, đó. Trời ơi. Đang cầm cái máy YouTube á. Trời ơi. Trời. Cô làm việc nha. Bự nó ra. Cô làm việc nhanh gọn lẹ quá vậy. Cô kinh nghiệm hái quá nè. Wow, trái bự không hả? Dạ. Yeah. Yeah. Trái bự không à? Dạ. Bé Diệu ơi. Dạ, bên đây trái bự bên kia thì cũng có nhiều mà không có to. Bự trà bá lửa luôn. Yummy, 2 for 5. Đó, bác. 2 for 5, baby. Dạ. Hả? Sập. Ăn no rồi sao tối ăn cơm? No. Hả Mr. Nam? Ăn liền luôn hả? Ngọt hả? Ăn nãy giờ no rồi đó. Qua đây hái nỉ à? Tay hái nhiều bỏ miệng hết trơn luôn. Còn ra khỏi tính tiền ha. Dạ. Chơi gì được à? Nó muốn vô đây mình ăn cho đã bụng xong mình ra về. Khỏi có hái không nó không? Nó nằm bụng hết trơn rồi. Thì đâu có tính tiền được. Rồi, trả lại với cô gái.
Rồi đem gì ai ăn trời ơi. Xã thấy cái nào mà bự bự á. Alo nha. Lấy vô một con hết rồi. Đó bên bên năm banh với bên cho hái được không nè. Gớt kìa. Nó cứ bụp 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 mà không biết từ đâu ra. Có một khớp cánh bị chập. Đi là phải có người cầm nhánh cao lên rồi có người hái như vậy nè biết không? Không. Hem. Cái năm dịnh cành không có kéo vòng tay. Dạ. Trời ơi, nắng quá hả? Có, sơ sơ. Thì vẫn đi lạc. Tại vì con biết không, con đã làm gì là mình lỗ. Thôi chứ vậy. Nó no. Hái nữa không? Con qua đây con hái thêm trái này. Không nên mặc màu trắng nha quý vị. Dơ nha quý vị. Không ngờ nha quý vị. Bởi vì có mấy trái dập đó quý vị, cho nên giờ phải bỏ qua. Nhưng mà bỏ lâu quá. Rồi, nó lại dơ. Thôi đi. À, nóng quá quý vị. Phải hay đầy. Ít quá cũng 25 đồng mà nhiều quá cũng 25 đồng thì tại sao không lấy nhiều đúng không? Đúng rồi. Okay, now you did have barely any blueberries in this one. Be sure to come in the fridge. And they had their little punch bar already. Vô hồi nãy nghe nói cô nó để nó bán cho nên hỏi thật luôn. Có mua chưa? Em chỉ mua tới 5 hộp. Vậy hả? Dạ. Yeah. So 25 each. Do you have a card? Oh yeah, this is the same card. For the same card, yeah. Okay. 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 Nó hết rồi cô, nó nói là phải đầu mùa mới có. Dạ. Yeah. Okay. Cái này
Dạ ok, bye bye, gặp bye. Sau. Chơi vui vẻ. Dạ ok, dạ bye bye. Dạ.